Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Sự cố máy bay Su-22 rơi tại Quảng Nam vào ngày 9 tháng 1 vừa qua đã làm một số nhà dân bị hư hỏng, tốc mái. Sóng xung kích của vụ nổ khiến nhiều khu vực xung quanh bị ảnh hưởng, các đoạn tường nứt toác, cây cối ngã đổ, nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại. Theo đó, trong hôm nay, ngày 10 tháng 1, cơ quan chức năng đã triển khai đưa máy bay quân sự rơi ở Quảng Nam rời khỏi hiện trường và thực hiện công tác bồi thường thiệt hại. Góp sức cùng lực lượng chức năng, một số người dân đang thu gom các mảnh vỡ còn sót lại của máy bay Su-22. Được biết, hiện trường vụ máy bay quân sự loại Su-22 của Trung đoàn 929, Sư đoàn 372 rơi tại phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vẫn được phong tỏa đến trưa ngày 10 tháng 1. Một người dân địa phương thông tin vị trí máy bay rơi là trên ruộng rau muống nhà mình. Tại đây ghi nhận phần đầu của chiếc máy bay gặp sự cố. Trước đó, ngay trong đêm 9 tháng 1, lực lượng chức năng đã dùng xe cẩu đưa xác máy bay ra khỏi hiện trường. Theo thống kê thiệt hại ban đầu, vụ rơi máy bay Su-22 là một người dân phường Điện Nam Bắc bị thương, hiện ổn định sức khỏe. Mái ngói, tường nhà của một hộ dân bị hư hỏng, một số diện tích rau màu bị hư hại. Chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm kê thiệt hại và bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Một người dân địa phương cho biết, trong sáng ngày 10 tháng 1, chính quyền địa phương đã thống kê thiệt hại toàn bộ hoa màu và bồi thường cho người này 4 triệu đồng. Cũng theo người này, trước khi rơi xuống ruộng rau muống, phần đầu máy bay đã đâm vào bụi tre phía sau vườn, làm nhiều mảnh vỡ văng tung tóe. Ghi nhận tại khu vực bụi tre gần hiện trường máy bay rơi có rất nhiều mảnh vỡ có kích thước nhỏ. Theo đó, trưa ngày 10 tháng 1, khi lực lượng chức năng đã gỡ phong tỏa hoàn toàn, một số người dân đã đến bụi tre ở khu vực hiện trường để thu gom các mảnh vỡ máy bay còn sót lại. Nhiều mảnh vỡ mắc trên ngọn tre, người dân đã leo lên để nhặt. Kim loại của các mảnh vỡ được người dân thu gom chủ yếu là nhôm. Một người dân địa phương khác cho biết, sau khi gom được các mảnh vỡ, người này sẽ báo cáo cho cơ quan chức năng, nếu không bị thu hồi thì sẽ đem bán ve chai. Nơi vị trí có đuôi máy bay rơi xuống nằm cách phần đầu máy bay khoảng 100m, gần nhà ông Nguyễn Thanh Chính. Các mảnh vỡ văng tung tóe, người dân lội ra các vũng nước để thu gom. Một lượng lớn mảnh vỡ máy bay được người dân thu gom ước chừng nặng hơn 10kg. Sáng ngày 9 tháng 1, một máy bay quân sự thuộc Sư đoàn 372 đóng tại sân bay Đà Nẵng khi bay huấn luyện thì gặp sự cố động cơ, rơi tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Được biết, sau khi gặp sự cố, mảnh vỡ của máy bay Su-22 khi rơi xuống khu vực khối phố Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc đã va chạm nhẹ vào một số nhà dân làm hư hỏng, tốc mái. Sóng xung kích của vụ nổ khiến nhà cửa rung lắc, nhiều đoạn tường nứt toác, cây cối ngã đổ. Trước việc nhiều nhà dân bị ảnh hưởng bởi sự cố rơi máy bay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn phối hợp với Trung đoàn 929, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không không quân kiểm tra thống kê thiệt hại để sớm có phương án hỗ trợ người dân khắc phục. Phía quân đội cam kết sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí để các hộ dân khắc phục thiệt hại về nhà cửa và hoa màu. Thị xã Điện Bàn cũng sẵn sàng hỗ trợ kinh phí từ ngân sách hoặc từ nguồn xã hội hóa để giúp bà con. Quan trọng nhất là phải triển khai việc khắc phục sớm trước Tết Nguyên đán 2024 để người dân an tâm đón Tết. Toàn bộ thiệt hại về hoa màu cũng sẽ được hỗ trợ. Trước đó, sự cố một chiếc máy bay quân sự Su-22 rơi xuống khu vực thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam rồi bốc cháy vào trưa ngày 9 tháng 1 đã làm một mảnh của máy bay văng trúng đầu một người đàn ông gây chấn thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn. Nạn nhân là ông Nguyễn Thanh Hùng, 54 tuổi, trú khối phố Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo và dần hồi phục. Các y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn đang tiếp tục theo dõi. Được biết, sự việc máy bay Su-22 rơi đã khiến toàn bộ khu vực xảy ra sự cố ở khối Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn đã được các lực lượng chức năng phong tỏa từ đầu giờ chiều ngày 9 tháng 1. Bên cạnh đó, trong đêm ngày 9 tháng 1, nhiều cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện xe cẩu, xe múc tiếp tục tìm kiếm các mảnh vỡ của máy bay Su-22. Mảnh vỡ của các bộ phận trên máy bay được thu gom tập kết về một điểm. Máy bay rơi là loại máy bay quân sự số hiệu 90, loại Su-22, thuộc biên chế Trung đoàn 929, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không không quân do phi công Đỗ Tiến Đức, 35 tuổi điều khiển.
Nhiều giờ qua, dư luận vẫn đang hướng sự quan tâm đặc biệt về vụ máy bay quân sự Su-22 gặp sự cố, rơi trúng một nhà dân ở Quảng Nam, khiến một người bị thương. Nhằm đảm bảo an toàn trước việc máy bay quân sự Su-22 gặp sự cố, phi công Đỗ Tiến Đức, 36 tuổi, đã nhận được lệnh cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu đông dân cư, sau đó nhảy dù thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, có một chi tiết đặc biệt đó là sau khi thoát khỏi máy bay Su-22, chiếc dù của phi công đã mắc trên ngọn dừa, khiến phi công bị treo lơ lửng. Một nhân chứng hiện trường cho biết thêm, nhiều người dân và công an phường Điện Nam Trung đã đợi sẵn đến hỗ trợ phi công tháo dây, sau đó đưa đến trạm radar gần đó nghỉ ngơi. Khi tiếp đất, phi công không bị thương, khỏe mạnh, bình tĩnh và không bị hoảng loạn. Chiếc dù mắc trên cây dừa đã được lực lượng chức năng đến tháo xuống, mang đi chiều cùng ngày. Cách địa điểm phi công nhảy dù khoảng 200m, chiếc Su-22 đã rơi xuống mảnh vườn trồng hoa màu và rau xanh. Các mảnh vỡ vương vãi trong khu đất dài gần 300m và rộng 100m, cách nhà dân vài chục mét. Đuôi máy bay và động cơ rơi ở khu đất trống giữa hai dãy nhà, nhiều luống rau, cây trồng do người dân trồng bị cháy xém. Tại thời điểm máy bay Su-22 rơi do gặp sự cố, một người phụ nữ đang làm đồng chia sẻ, bà sợ nhà bị cháy nhưng không dám về. Định chạy vào bụi tre tránh tạm vì nhiều mảnh vỡ bay lên nhưng chân run không thể di chuyển. Phần đầu máy bay rớt xuống ruộng tạo thành một vết lõm lớn trên bề mặt, các mảnh vỡ bay tứ tung. Có mảnh vỡ văng vào tường nhà dân hằn lại những vết cắt, có mảnh vỡ văng xuống đất làm bắn lên mái tôn nhà dân. Sự cố rơi máy bay Su-22 đã khiến ông Nguyễn Thanh Hùng, 54 tuổi, đang chặt chuối ở vườn sau nhà thì bị một mảnh vỡ từ máy bay văng trúng đầu. Vợ ông, bà Phan Thị Tiến, 46 tuổi kể, đang đi lấy nước dập lửa thì nhìn thấy ông Hùng ngồi khum lưng sát bụi chuối, người run bần bật và đầu chảy máu. Ngay sau đó, người này đã được đưa tới chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Bên cạnh đó, sự cố máy bay rơi còn làm hư hỏng mái ngói sập tường của ông Nguyễn Thanh Chính, phường Điện Nam Bắc với diện tích gần 100m². Đến chiều tối cùng ngày xảy ra sự cố rơi máy bay, khu vực nhà ông Chính vẫn đang phong tỏa cho quân đội đưa xe cẩu và máy cắt nhỏ để thu dọn hiện trường. Trước đó, vào trưa ngày 9 tháng 1, chiếc Su-22 số hiệu 5800 do phi công Đỗ Tiến Đức, 36 tuổi điều khiển cất cánh khỏi sân bay Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay của Trung đoàn 929, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không Không quân. Tuy nhiên, sau khi cất cánh được khoảng 10 phút, Đại úy Đức thông báo cho chỉ huy bay về việc máy bay gặp sự cố, không thể hạ cánh. Lúc này, nhiều người dân ở hai phường Điện Nam Trung và Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn hốt hoảng khi thấy máy bay quân sự bất ngờ xà xuống thấp, phía sau có những vệt khói trắng. Thậm chí một người dân còn giật nảy mình khi nghe tiếng nổ lớn giữa bữa cơm trưa. Bỏ bát đũa bước ra ngoài, nhân chứng này thấy chiếc máy bay quân sự sắp rơi. Người này vừa chạy quanh xóm vừa hô hoán, máy bay cháy rồi. Xung quanh người này, nhiều người la hét, một số người bồng trẻ con chạy đi. Bên cạnh cột khói mù mịt, nhiều người phát hiện chiếc dù màu vàng được bung ra mang theo phi công thoát khỏi máy bay. Nhiều người dự đoán nơi phi công có thể rơi xuống cùng chạy đến hiện trường ứng cứu. Hiện Bộ Quốc phòng cho biết, phi công đã nỗ lực đưa máy bay ra xa khu dân cư để giảm thiểu thiệt hại khi phát hiện sự cố. Quân chủng Phòng không Không quân đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chính quyền địa phương phong tỏa hiện trường và điều tra vụ việc. Liên quan đến vụ máy bay Su-22 rơi, Bộ Quốc phòng đã có thông tin ngày 9 tháng 1, Trung đoàn 929, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức bay huấn luyện ngày tại sân bay Đà Nẵng theo kế hoạch. Máy bay Su-22 số hiệu 5880 do phi công Đỗ Tiến Đức, Đại úy Phi đội trưởng Phi đội 1 điều khiển cất cánh lúc 11 giờ 04 phút. Đến 11 giờ 14 phút, phi công báo máy bay gặp sự cố, không thể về hạ cánh được. Chỉ huy bay lệnh cho phi công cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu đông dân cư và nhảy dù. Phi công đã nỗ lực đưa máy bay ra xa khu dân cư và nhảy dù tại vị trí cách trục đường băng về phía nam 19 km, thuộc địa bàn xã Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tin phát từ Bộ Quốc phòng cho biết, máy bay bị hư hỏng, tại vị trí máy bay rơi không có thiệt hại về người. Phi công nhảy dù an toàn, sức khỏe ổn định. Hiện tại, Quân chủng Phòng không Không quân đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chính quyền địa phương phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra vụ việc. Như đã thông tin trước đó, vào sáng ngày 9 tháng 1, một máy bay quân sự thuộc Sư đoàn 372 đóng tại sân bay Đà Nẵng. Khi bay huấn luyện thì gặp sự cố động cơ, máy bay rơi tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn xác nhận có máy bay rơi. Bên quân sự đang triển khai xuống hiện trường. Vị trí rơi máy bay nằm giữa địa phận phường Điện Nam Trung và Điện Nam Bắc.
Thông tin ban đầu là máy bay gặp sự cố động cơ, phi công đã nhảy dù an toàn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!